Đây đây gọi là ăn vụng đấy. Thôi chẳng ngon quá. Chờ, cả hộp đường ngon thế. Quá ngon. Chỗ loại phải được gần cân anh nhỉ? Được. Đây là một mùa. Hoa cái kia là cây bẫy anh? Em tưởng. Đây bác. Học theo ngày xưa. Cá bống. Các cụ đánh Trung Quốc mà. Đây các bác. Mua không bán cho 200. Không chơi đó bây giờ. Đã mang sang đây rồi thì. Cả tôm anh nhỉ? Cái đánh lưới anh nhỉ? Đánh lưới. Ủa giếc đi. Chép cả giếc cả chép. Ở đây mà đều có cái mỗi đàn nó quá rồi mà giờ không mẹ mất. Bính thì mà ổng giờ. Có chi đi. Cái này để mình khi mình chéo thì nó kêu cọc cọc thì bọn ấy nó thấy à. Như lừa nó mà. Ừ. Bắt chi đi. Buộc dây ở đây à? Chưa. Đâu? Người ta xòe cái này ra. Vâng. Nhá. Xòe như thế này này. To như thế này. Vâng. Đặt chúng như thế này. Vâng. Hai người hai đầu lùa vào đây. Nhớ à. Cái này. Hai người cầm với một người lùa. Không phải lùa. Một, có hai người thôi. Có hai người thôi. Vâng. Ba người là không có công mấy. Cái này mấy trăm nghìn một cân đấy đúng nhỉ? Đồ đặc sản. Ngon này, đặc sản được bắt này. Đẹp. Có muối không? Bây giờ anh em tôi đi nướng cá. Các anh vừa mới đánh lưới được rất là nhiều rô phi to. Còn đằng kia là anh em đang ngồi câu lăng xê, nhưng mà chắc là chưa đến giờ ăn. Anh hôm này đang đi kéo bó tôm. À, xin chào các bác nha, hôm nay là dẫn các bác đi câu cá ra ngoại. Thì hôm nay là có các anh em ở trên... Thì hôm nay có các anh em người Mường thì tôi đã có một lần quen cách đây khoảng một tháng. Thì đã từng lên đây câu một lần, đây ở đập... Suối Ngọc thì hôm nay lên đây chủ yếu là giao lưu, ăn uống. Còn hôm nay thì tôi cũng không xác định là không đi câu. Bây giờ anh em đang nướng cá ở trên kia. Này rất là đông người lên đây câu. Cái này làm ấy khác hả anh? Đó. À cái này để nấu à? Nấu bóng à? Nhiều bóng phết nhỉ. Nhiều đấy. Có tương đấy, cho tương vào phát vào. Đây, cái này thì mình nấu cái gì anh? Nấu kho tương. À kho tương. Đây. Đây là tương bần nhá. Tương bần của người Mường đúng không anh? Cứ đổ vào là đun thôi nhỉ. Đổ vào đun thôi. Con này ăn ngon lắm này. Tôm càng này. Tôm cá bống. Cá bống. Chỗ này được ai củi sẵn hay nhỉ? Củi đây. Trâu cũng nhiều, thịt được con trâu kìa thịt. Trâu kìa mà thịt thiếu. Lên YouTube là lên dạ. Kênh câu cá là được à? Anh cứ đánh chữ vịt trời yên thế thì nó ra cái kênh của em. Thì có bọn tôi không đấy? Dạ. Có bọn tôi không? Thì đang có anh. Nó bắt trước. Cái xưa đây là toàn là khu du lịch sinh thái rồi. Suối Ngọc Vua Bà đấy. Nhưng mà nó bỏ lâu chưa anh? Nó bỏ mấy năm nay, 6-7 năm nay. Đã được rồi. Trong cái này thì sau cái dãy núi này nó cũng toàn núi hết rồi. Núi đấy, đấy. À. Chả núi mà cao thế. Sau bên kia là cũng đường phẳng chứ. À sau này là đường phẳng ạ.
sau đằng sau cái núi này là đường 6 đấy, đường Hòa Bình đấy. Vâng. Ngày xưa đây là thuộc Hòa Bình nhỉ, nhảy sau Hà Nội nó thu về. Lấy đẹp quá nó lấy về. Vâng. Nhưng mà cảnh vật rất là yên bình nhỉ. Ơi. Ơi. Cho một tí vào khạt nữa không nó cháy đấy. Hả? Hồi này đi. Anh không, hôm nay đang ở trên đập đây. Thì đập mọi anh em đang ngồi ấy. Đập có đúng. Chưa đi được, đang ngồi câu với các anh ở đây. Ừ, đang giao lưu với các anh đây. Ừ, thôi cứ ngồi đi, nếu anh đi được thì đi nhá. Ừ. Chờ chú Điệp, nhà đây, anh với Điệp. Điệp ạ. Tương, cá bống kho tương. Ngọt thế. Ăn đây. Cá bóng kho tương. Nhảy đánh tanh tách nhỉ. Bật kênh kênh vịt chơi gì đấy. Vịt chơi yên thế nhỉ. À, yên thế à. Đấy. Ngon. Thơm rồi đấy. Thì thấy mấy anh em mình vừa mà. Các anh thì toàn nhà quanh đây hết nhỉ. Cua ai? Cua ai ạ? Đây thầy thuật. Cúc oai thì ngày xưa mới là thuộc Hà Tây anh nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Anh thuộc Hòa Bình. Vâng, anh thuộc Hòa Bình. Minh Sơn Hòa Bình. Nó cho nó có than thêm ạ. Anh đây là lá ăn sống à? Đó. Lá mơ à? Lá mơ. Thế còn cây cái kia cây cây gì đấy? Có số là lá dừa. Lá xấu. À lá xấu. Dạ, là gốc bướm á. Chắc còn đó. Lá xấu, lá xấu. Vâng. Anh bật ngay đằng này à? Vâng. Đấy, trong này gọi là cây cối rau cỏ sẵn. Có mỗi con trâu này hơi to không bắt được. Cho hết cả tương luôn đấy. Cho hết luôn. Cái này đun chín ngay nhỉ. Nhanh mà. Cái này thì một tí là xong. Tao mới chỉnh cơ. Cho rồi, mắm muối sôi rồi. Thế là mà. Dạo đâu nhỉ? Đấy. Hấp dẫn quá. Thế. Đạo mắm nó lên đi. Hơi hiểu. Không quay nữa. Rồi, không quay nữa. Thế này thôi. Rồi. Ông nhà bạc. Kèm gì hả? Cá rôn nướng và gọi là cá bống kho tương hả bác? Lẩu cá bống. Lẩu cá bống. Ăn với rau rừng nhá. Lẩu cá bống. Dùng điện bằng năng lượng mặt trời. Vẫn sôi sùng sục thế này. Lẩu. Vẫn đang còn nóng. Vẫn nóng. Gạch Bác Hồ. Đấy, gạch Bác Hồ sưởi bụng. Ngồi ngay chỗ đằng này. Nó thổi cho thêm một chỗ nhóm ngồi lỡ. Quẻ ớt xanh ngon. Ngon trời chiếu đất. Ngồi ở mây đi chuồng. Làm đi. Vâng. Ui. Rượu gì máu anh? Thôi thôi, một chai rượu máu người. Bắt lần cơ. Em mời các anh nhá. Xin mời đây. Mời đó tần hả? Mời đi. Giá khoai. Anh em đây là đi đền Hùng. Đấy, tí nữa ăn xong mới treo núi đi kìa. Đền như thế. Hôm nay là rất vui là có dịp đi ngồi đây giao lưu với các anh ở đây. Lại được đúng hôm được thưởng thức cái món đặc sản cá bống kho tương này nữa. Quấn với cả rau rừng. Rau rừng nhá. Anh bảo là lá khú. Lá khú. Lá khú, lá khú. Lá đây. Bè lá. Rồi, ông ấy đâu rồi? Con này chả phải mổ miếng gì anh nhỉ, sạch tinh. Ăn cả cứt. Ăn cả cứt. Anh nhớ rồi. Anh nói anh mà trăng kia cho dâm. Mỗi con qua má quê lại mỗi lần. Ui giời, ngon quá. Bỏ cái tu đi. Tuyệt vời lắm. Em ăn quê quê là cái ní. Này
ăn một con này là mất một tấn cá rồi đấy. Chắc mấy năm nữa không? Mấy tấn. Được. Nay nhà mất điện. Mà dùng ngoài này có điện. Dùng năng lượng mặt trời. Có điện ăn sáng đấy. Trong lúc ăn sáng. Bên cây người ta đi tắm nắng. Mình ở chợ à. Đó ráng mới cũng phải mua. Học tay rồi mới. Đây là mơ đúng không anh? Lá mơ. Đây, lá mơ. Đâu ra xương là khú đâu? Đây là khú đây. Đâu cái này vừa bảo là lá rau loại đấy mà xương xấu 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 à? Tiếng ở đây gọi là lá khú. À đây à. Vâng. Đây là lá tơi nhá. Con lá đấy. À đây là. Con lá ngón đấy. Rồi rồi kéo cho em nhầm với lá đấy. Đây là lá ngón mà. Lá loại bột. Đây là lá này là ăn để diệt sán. Đây à. Lá loại bột. Diệt sán sâu bọ đấy. Đó, diệt sán không phải diệt sán đấy luôn. Bốn lại lóa. Đấy. À dâm đây nào. Đấy con lá này là lá ngón đó. Đâu? Ăn rồi cho nó chết run đó. Ủa, lá này mới là lá ngón nhỉ. Đây sao quấn này. Đấy. Nóng quá. Cận bài đấy. Nên bị ép cân bạn nhé. Đang chuẩn bị đồ thế này tăng thế này đi ép đấu mà cái gì hào hán giảm cân nhiều lên chứ ép cân đúng không? Đúng rồi. Vào cái nào? Vô cái nào? Làm đây. Đây. Nha. Mời anh nhá. Thế nơi phải đúng chót chứ. Mời anh. Chúc sức khỏe các anh nhá. Không có một chùa hoa gầu nhỏ bây giờ nữa. Anh em này không có tiền đi chùa. Lên đây đánh mấy con cá về để bồi dưỡng. Bồi dưỡng. Đây là gọi là đi bội cá không phải đi tù đâu mà chưa. Mình là toàn sư thích ăn thịt chó này. Rồi anh mang viên đi không sang anh à? Ừ. Tăng lên xin của nó Việt mà đấy. Đi vòng được kia. Toàn rau đá. Toàn rau sạch. Tiếu. Nó mang bia không đá. Đi vòng mà. Nào, xin mời cả nhà đây. Đây. Xin mời các anh nhá. Mời đây. Mời các anh. Rồi, ba. Rồi. Ba, ba. Ní mà lên ngọt kia xin mời. Nó thấy mình kìa. Chê bia luôn, phát là mặt trời nó nốc ngay. Sao em vãi. Nó chết đúng không ạ? Đúng không phát trực tiếp không nữa. Em không ạ. Đúng phát trực tiếp mà mấy ông kia vợ tìm đến chết đấy. Không. Con lá chín sửa chán. Ôi, cái lá khủ chán bỏ thêm mà phỉa. Hôm trước bà ăn muối nó chả ở. Đốt hả? Hôm đấy không ngờ lại được. Muối quay lại đi cho tụi chúng có hiểu muối. Có đâu chứ. Hiểu muối bếp. Về chỉnh thì chỉ có ngay là có tôi đừng cho lên như tôi ra bị chí nạ đấy. Ốt bọc bếp đi bỏ nó rồi cháu ơi. Tiếp căng hơn. Tôi đây bây giờ bỏ bếp đi nóng rồi. Về đi mà mổ cá tiếp qua hoảng. Tự nhiên. Hôm nay còn hơi sóng. Bây giờ chín thật rồi. Chín rồi. Tôi đây bỏ bếp cồn rồi à? Bỏ luôn. Bây giờ dùng bằng năng lượng. Hôm qua bà thấy là nó đèo tí. Cái thằng này mẹ có tô mà không có khôn. Hai quả bừa đấy thiệt đó. Chỗ đấy làm sao đi xe được đây nhỉ? Đi bộ thôi. Nếu mà đi. Lôi không lụa. Giá tí phi ta khả để cho nghe lại bên này qua cho ngoài bên này. Rồi xuống đi mà. Lại cây rào với củ tung của ảnh cho qua chắc quê. Xuống không quê đi. Đi rồi. Cái này chắc luôn cái gì đó. Quá nó xuống lửa đó đang. Thế âm dịch là ông đi vòng xuống dưới sao vòng lên trên đúng không? Tình hình là anh em tôi đang hết mồi. Nên bây giờ là nướng luôn cá. Không có mổ bếp nữa. Đây là ăn ngon. Đấy, đây là toàn cá rô phi sạch sẽ. Con thằng đi. Hiện tại đang hết mồi nên anh em tôi đang đi nướng thêm cá. Đấy, hơn cân cá bống hết rồi. Hộp là ông tư luôn, vừa chứ là đi. Hộp là ông tư thế thôi.